nối một đường link trực tiếp với dây trục. Ở đây ta có một đường link bằng cước ni lông, và trong khi đó dây trục thì bằng dây dù, mà cần phải nối nó về nhau trực tiếp, không thông qua khoen móc. Trước hết ta buộc theo kiểu thắt nút cái đường dây cước lại, chỉ cần thắt một nút đúng như thế này, sau đó buộc cái dây trục vào. Thì buộc theo cách buộc lưỡi câu, vì hai cái chất lượng, hai cái tính chất của dây nó khác nhau. Vòng lại nhiều lần, sau đó rút, cầm hai đầu dây rút chặt lại, vậy là ta đã nối được một cái cực kỳ chắc chắn, nó chỉ có thể đứt chứ không thể tuột. Phần dây thừa thì ta cắt nó đi. Ta đã nối được một cái thật dễ dàng.